Cú xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay là cuối tuần thì Cú sẽ đến với một con nick hoàn toàn mới ở server 702 là gà siêu nhân phẩm 3 hết các bạn. Thì đây cũng là một trong những hình như là một trong những cái server đặc biệt thôi anh em. Thì hôm nay là Cú sẽ vào con nick này để show cho các bạn xem đây là một nick cài nha. Khá là ok. Thì trước khi vào video thì Cú cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ mình móc nạp từ ngày thứ bảy cho đến là hôm nay. Thì nếu như mà hôm nay anh em nào vẫn có nhu cầu đang cần nạp nhưng mà không tự nạp được ấy, thì các bạn liên hệ với Cú qua Zalo cũng như là số điện thoại duy nhất ở trên video và ở phần mô tả nha anh em. Thì hiện tại là bên Cú vẫn ra vào những cái nick thì hầu như là Cú cũng không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà đa số là những cái nick tầm trung. Thì anh em mà đang có nhu cầu cần tìm nick từ 1 triệu cho đến 3-4 triệu đó, anh em liên hệ với Cú qua Zalo để tham khảo, cũng như là mình sẽ tư vấn cho anh em dễ hiểu hơn về cái tầm giá, về cái lực chiến hay là về cái nick nó ABCD như thế nào là sẽ hợp với các bạn. Thì nếu như mà các bạn cảm thấy ưng ý, giá thành đồ này kia mọi thứ hợp lý thì anh em ủng hộ. Còn nếu không hợp lý thì anh em cũng coi như là vui vẻ giao lưu thôi. Nói chung là tôn trọng lịch sự với nhau là ok nha các bạn. Chứ Cú không thích cái kiểu mà chê bai hay là kiểu như là nhắn xong rồi không rep này kia các kiểu. Thì nói thật với các bạn là cái đó là hơi bị bực thật sự. Còn nếu như anh em nói chuyện vui vẻ, còn việc các bạn mua hay không thì đó là một vấn đề khác. Không ai ép ai được, thuận mua vừa bán ha anh em. Thì nói chung là hồi đó tới giờ thì mình các bạn cũng biết rồi, mình nói rất là nhiều và rất là nhiệt tình. Cho nên là anh em thì yêu cầu anh em là chỉ cần là nói hết câu chuyện xong rồi hả ngưng, chứ đừng có kiểu mà mình đang nói chuyện với nhau rồi khác mất tiêu luôn. Xong rồi cái 2-3 bữa lại hỏi ABC, cái mình trả lời cái lại mất tiêu. Kiểu đó thì rất là cay nha. Không chỉ riêng Cú mà Cú nghĩ anh em, nếu như mà anh em hỏi Cú mà Cú ghép ba trồn ba sực hay là Cú không trả lời đến nơi đến chốn thì anh em cũng sẽ kiểu như là ừ thằng này khinh khách hay thằng này này kia các kiểu thôi. Cho nên là ok ha. Thì hôm nay là mình sẽ show cho anh em xem một con nick level 21 ở server 702. Thì nói chung nick này là Cú đang thu anh em. Thì hiện tại thông tin vẫn đang chờ Vinagame duyệt, chưa có up bán được nha các bạn. Cho nên là lên show cho anh em xem vui thôi. Còn cái này khi nào mà thông tin thành công, tại vì thông tin của nó thì do là trước đó bạn ấy đăng ký bằng chứng minh, nhưng mà sau đó thì bạn ấy đi làm căn cước á, cho nên là cái chứng minh đó bị thu rồi. Nhưng mà may mắn là vẫn còn nhớ số. Thì Cú cũng thực hiện đổi và cũng có giải thích cho con gà ok. Nhưng mà thành công hay thất bại thì Cú sẽ công bố ở những cái video sau, để cho nhiều anh em gặp cái tình huống này thì sẽ không có bỡ ngỡ là được hay không. Thì hiện tại Cú cũng chưa biết, thì vẫn đang đợi kết quả ha anh em. Thì ok, bây giờ Cú sẽ show cho các bạn xem. Thì đây không phải là một nick cài chai, nhưng mà nó thuộc hiện là khoảng 80% là cài, còn 20% là nạp thôi. Bằng chứng sống thì anh em thấy cũng chỉ mới bíp 6 và khoảng được 1/3 cây ép thôi nha các bạn. Rồi ok, thì nick này level 21 và lực chiến hiện tại là 60k. Thì Cú đánh giá là nó khá là ổn áp. Thì các bạn cũng biết là level 21 hay là level 17, 18 thì nó cũng khá là giống nhau. Ở đây Cú nói á, là từ level 17, 18, 19, 20, 21 thì hầu như là các bạn chỉ lên được điểm tu luyện đồ thôi, chứ cũng không có lên được cái gì nhiều. Tại vì những cái mốc lực chiến như là level 25 thì các bạn sẽ được hình như là khí hồn hay là đá khảm gì đó. Rồi 26 là đá khảm. Thì đến tận level 26 thì nó mới bắt đầu chuyển sang một cái nấc lực chiến mới nha các bạn. Cho nên level 21 thì Cú vẫn so sánh nó với lực chiến ở một ít. Tuy nhiên thì ở đây là không phủ nhận level 17, 18 thì chắc chắn là các bạn sẽ ưng mắt và nó sẽ có giá trị hơn. Còn level 2X thì giá của nó sẽ hơi bị tèo, tại vì căn bản là nó đã lên 2X rồi và hiện tại bây giờ là chưa biết lên 25, 26 là tại vì đang kiểu như là dồn đồ. Rồi sau đó thật sự nhiều, thật sự ok thì chúng ta mới lên sau hết anh em. Cho nên là vẫn để level 21. Và con nick này thì hiện tại là một ông anh của mình, ổng nói là em cứ xử lý thông tin xong đi, khi nào xong thì kêu ảnh sẽ lên 25, 26 gì đó, ảnh trải nghiệm. Thì việc đó là việc của ảnh, ở đây thì Cú không có dám lên. Tại vì cái thứ nhất là mình đang thu nó là thông tin chưa hoàn chỉnh, chưa được Vinagame duyệt. Cái thứ hai nữa là nó level 21, mình thu nó với giá trị là level 21 hiện tại, cho nên là mình không có dám lên 25, 26 thì cái giá trị của nó sẽ bị giảm xuống. Nếu như mà cú úp không đến nơi đến chốn, cũng giống như là cái con 16 mà tại sao Cú không dám làm video lên 17 cho anh em xem á, là tại vì khi mà Cú lên 17 á thì về cái giá của nó sẽ xuống rất là nhiều, cho nên là anh em thông cảm. Nếu như mà có điều kiện, có duyên ấy thì những bạn chủ mới cho mình úp, còn nếu không thì họ bỏ tiền ra để họ trải nghiệm thì đó cũng là một việc rất là bình thường. Thì cũng mong là anh em sẽ vui vẻ thôi ha.
Tại vì có ai muốn bỏ tiền ra để mua một cái con nick 16 hay là mua một cái con 21 thế này để up lên 17 hoặc là up lên 26 mà không được làm gì hết, tự nhiên bỏ tiền cái đưa cho một thằng YouTube nó up, xong rồi cái mình bán lại mình lỗ sập xương. Thì cái đó là nói chung là tùy hỷ anh em quý mến. Anh em cho up thì ok, mình up. Còn anh em không cho thì anh em muốn tự lên trải nghiệm thì đối với Cú chuyện đó rất là bình thường nha mọi người. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ show cho anh em xem. Thì ở đây các bạn cũng thấy là chúng ta đang có là vòng tay Venus cộng 6 nè. Và hai cái thì cũng đã cộng 6, và hạnh phúc thì cũng cộng 6, và một cái hạnh phúc thì cộng 5. Và đã được là 2.366 điểm nha anh em. Thì ở đây nhẫn kim cương của chúng ta là 367 điểm thôi. Kim cương thì còn khá là thấp. Và ở đây thì chúng ta vẫn còn đang xài VIP nữ thần. Thì về nick này thì Cú sẽ cho anh em xem về cái phần nạp á các bạn. Thì wow, cũng đã nạp hết rồi nha mọi người. Từ 20 đến 1 triệu đều đã nạp. Mà sao không có cái Ares nhờ? Chứ là bạn ấy nạp vào cái sự kiện không có ấy. Về vũ khí thì các bạn cũng thấy là chúng ta đang xài Super Rồng Nước và Vĩnh Viễn và Giác Vàng còn 4 ngày nha anh em. Ngoài ra thì bên túi chúng ta có cả cái Super Pháo nè, rồi cả Super Âm Nhạc. Thì Super Âm Nhạc này á, là nó kiểu như là một cái bản fake. Cái này là mình gọi là bản fake thôi, nhưng mà thật sự Super Âm Nhạc nó có trước cái Super Karaoke. Super Karaoke nó mới là cái bản fake của âm nhạc này sau này hết các bạn. Cho nên, ủa phải không nhờ? Nếu như có sai cái gì thì anh em bỏ qua nha, tại vì giờ lú lắm mọi người. Nói chung là Super Âm Nhạc thì hiện tại là nó sẽ yếu hơn Super Karaoke. Về phần gia hạn Super Âm Nhạc thì các bạn cũng sẽ gia hạn là 15.000 xu thường hoặc là 15.000 xu khóa là vĩnh viễn nha anh em. Thì ở đây các bạn cũng thấy là ở bên túi chúng ta vẫn còn 2 Venus cộng 5 nè. Rồi một Venus, 2 Venus cộng 3, rồi một cái lãng mạn cộng 5. Thì ở đây Cú đang đợi đủ cái lãng mạn cộng 6 thì chúng ta thay cho cái hạnh phúc này cũng được. Hoặc là các bạn cài lên hạnh phúc cũng được, đều được hết. Nếu như mà các bạn thích cái nào thì làm cái đó thôi. Ở đây thì hiện tại là đang full giác vàng nha các bạn. Và con nick này là nhân vật nữ nha anh em. Thì ở đây là chúng ta đang có cả áo người đẹp dưới chăn vĩnh viễn nè. Rồi về phần tóc, về phần thời trang thì nói chung là cũng ok. Ở đây thì Cú đang sử dụng cho mình là cái set tân nương nha. Tại hồi sáng mình cũng rảnh rỗi á, cho nên là mình lấy con 16 mình bận cái set tân lan rồi tự mình chơi luôn mọi người. Tự mình chụp ảnh để cho nó đẹp luôn. Về phần đạo cụ nick này thì Cú đánh giá khá là cao. Thì trước đây thì Cú không biết là ngoài cái việc mà bạn ấy điểm danh và ngoài cái việc mà bạn ấy nạp móc nhận đá khảm trực tiếp ra, thì ở đây là Cú thấy còn một số túi đá khảm thì bạn ấy vẫn chưa mở. Như là 50 cái túi đá 8 nè, 50 cái túi đá, 50 cái bộ quà đá level 8 nha anh em. Và 9 bộ đá level 9. Rồi 4 bộ đá level 10. Thì bao nhiêu đây thôi là Cú nghĩ là cũng đủ cho anh em lên một cái bộ full 11 rồi ha. Và ở đây là mấy hộp các bạn? 5 hộp là đá từ 7 đến level 11. Rồi 9 hộp đá level 7. Thì chưa kể ra là bạn ấy có thể nhận những cái đá khảm ở ngoài nữa ha. Nó sẽ cộng sẵn vào trong đó. Thì khi anh em lên 25, 26 thì anh em sẽ thấy. Còn ở đây thì các bạn cũng thấy là về cái phần túi đá khảm thì rất là nhiều nha các bạn. Túi đá tím nè, hầu như là mỗi loại thì sẽ khoảng rơi vào khoảng là 1.000 mấy túi luôn anh em. Tức là những cái loại đá khảm một bộ á, xanh đỏ vàng tím đó, đủ 5 màu 6 màu gì đó thì đều là hơn 1.000 hộp. Thì về cái phần này anh em khi mà mở full thì Cú nghĩ là nó cũng sẽ khá. Và nếu may mắn thì anh em có thể nhận thêm nhiều cái viên đá cao, còn xui thì nó cũng ok chứ cũng không đến nổi đâu nha mọi người. Rồi ok, ở đây thì về cái phần tiếp tục là khí hồn. Khí hồn thì bạn ấy tích cũng khá là nhiều nha anh em. Thì ở đây là theo như Cú đếm để xem coi 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 nè, 50.000 nè, 60.000, 70.000, 80, 94.000 nha anh em. 94.000 đá khảm. Và ở đây đá giác vàng thì bạn ấy cũng cài là còn 2.000 mấy viên mỗi loại nha. Đá cường hóa thì 8.000. Nói chung là cái bộ đồ lòng như thế này thì khá là ok cho anh em lên 26 chay luôn. Tức là các bạn cắn khí chay thì 94k khí Cú nghĩ là nó sẽ lên cũng rất là nhiều rồi nha mọi người. Còn nếu như mà anh em nào thật sự á mà muốn up cho ra hồn luôn thì anh em về cài dần dần từ 21 lên 26. Và kèm với đó thì anh em nạp like ra những cái móc nhỏ thì khi đó các bạn sẽ sở hữu được một số xu khủng. Thì các bạn up lên thì nó sẽ nổi trội hơn. Còn đối với Cú, nếu như mà thật sự anh em cài chay, anh em chơi vui vẻ thì không cần nạp. Anh em cứ up chay lên thì nó cũng bình thường thôi các bạn. Ok ok.
Bây giờ là về phần thuộc tính nha các bạn. Thuộc tính thì là thể lực là 361, hồi phục là 12.000. Nói chung chỉ số ở level 21 như thế này là ok rồi. Tu luyện thì hiện tại là match với level và vẫn rất là chuyên nghiệp nha anh em. Thì đây chủ nick trước vẫn đúng là một bạn mà Cú cho đánh giá là bạn ấy rất là chịu khó cài luôn thật sự. Đối với anh em hiện tại bây giờ hay là cả bạn đăng Cú mà để kêu làm full nhiệm vụ mỗi ngày thì ôi rồi ôi chán lắm anh em ơi. Chỉ có lên bắn giải siêu cấp, chạy cái hiểm cho các bạn mà chạy có tiền nha chứ không phải chạy truy nữa. Mà còn nản ấy, còn chán ấy. Về phần ngọc thì hiện tại là đang sử dụng hai viên ngọc cam là bạo kích và miễn kháng. Về phần bét thì bét đang sử dụng bét vượng hoàng cũng đã level 70 nha mọi người. Và đột phá là được 9980 máu thì cũng ok. Ở đây thì bạn ấy cũng bét rồng năm sau và cũng đã nuôi được level 40 rồi các bạn. Rồi tiếp theo là đá chúc phúc. Chúc phúc thì hiện tại là vũ khí level 9, nón level 9, áo level 9 và trợ thủ level 8. Về phần vật tổ nick này thì hiện tại là tấn công là 15, phòng thủ là 16 và vật tổ là 3.400 nha. Nói chung thì cái phòng thủ và cả cái may mắn ấy, cái may mắn và cái và phòng thủ thì nó cũng gần lên rồi anh em. Ở đây thì chúng ta còn 20 ca su. Về phần su này thì Cú sẽ không sử dụng, Cú để cho anh em sau có sử dụng thì sử dụng, chứ Cú để đây để cho những bạn chủ sau người ta có cái su sẵn để người ta chơi. Và ở đây là 13.700 su khóa. Thì cái này các bạn cũng có thể để dành đủ 15.000 su khóa thì các bạn gia hạn cái super âm nhạc này để thay đổi, để chơi cho nó vui. Thay vì các bạn thích âm nhạc, thích karaoke, nhưng mà chúng ta là dân bình dân cho nên không có karaoke thì chúng ta chơi đỡ âm nhạc bình thường thôi các bạn. Rồi ok, bây giờ là chúng ta sẽ đến với cái phần gì nữa nhờ. Quỷ thì kích hết rồi mọi người. Ở đây thì lên 25 các bạn sẽ nhận thêm 3.000 xu nữa nha. Rồi còn cái gì không các bạn? Hồi sáng thì Cú mới đổi hai cái. Ok thì bây giờ là chúng ta sẽ vào để tiếp tục nha anh em. Đang review thì tổng đài Viettel gọi bảo là đăng ký cuộc gọi với lại đăng ký 3G gì ấy mà mình đâu có xài đâu anh em. Ok thì bây giờ là để coi nghiên cứu tiếp cái gì, hồi nãy nói đến đâu tự nhiên quên rồi. Về những cái phần mà túi đồ này nè các bạn thì Cú cũng sẽ để yên đây cho lão anh mình luôn, thì để xem là cái thông tin này nó có thành công thì Cú sẽ sang tay cho ảnh luôn. Để chứ bây giờ mà mở hết là ổng không mua ấy mọi người. Ổng nói trước mà ổng mua là chỉ để ổng lên 25-26 xong rồi ổng nghịch rồi cái bắt đầu ổng sẽ rã lại. Rất là đơn giản luôn và rất là chịu chơi nha. Nói chung là nhiều bạn thích cái kiểu mà lên up đồ trải nghiệm ấy. Bản thân Cú thì cũng như thế thôi, thích phá những cái nick như thế này. Và rất là thích phá cái nick 16 luôn. Dám chừng hôm nào máu máu là Cú lên 17 luôn á. Thà là bán rẻ một tí xíu nhưng mà có một cái video để mình trải nghiệm khá là ngon. Con nick đó thì hiện tại là cũng có một số anh khách là bảo là đợi đến 10 tay có lương thì ảnh sẽ lấy. Thì nói chung là Cú cũng gán ghiềm lắm. Thì nói chung là anh em khách thì ủng hộ mình rất là nhiều cho nên là mình cũng không có lo. Hồi đó giờ bán nick thì chưa bao giờ lo bị ế nha mọi người. Có bán hộ ấy, bán hộ thì rất là lâu, đúng là không có duyên với bán hộ thật mọi người. Cho nên là hồi đó giờ đa số thì Cú sẽ thu rồi Cú mới bán chứ không có bán hộ nha anh em. Bán hộ thì rất là chậm luôn thật sự. Và Cú cũng rất là ngại cái việc mà bắt kèo khi mà cái nick bán hộ ấy. Rồi ok thì sẵn đây thì chúng ta sẽ đi thử một hai trận ở sảnh xem như thế nào hết anh em. Rồi chúng ta cũng sẽ kết thúc video chứ bây giờ là không có gì làm nữa cho mọi người xem rồi. Thì đối với cái nick này là có một bạn khách bảo mình là khi đi sảnh thì sẽ bị ăn hành. Và hôm đó thì mình kêu bạn ấy là ngay trong đêm thì vào đi, vào quan chiến đi thì Cú sẽ đi cho bạn ấy xem. Đồng ý là level 21 chúng ta có thể gặp level mấy các bạn, 21 thì chúng ta sẽ gặp trên dưới 5 level, tức là từ level 16 cho đến là level 26 ha các bạn. Ủa rồi ôi trâu thiệt nha mọi người. Chắc bị đào sập đầu quá. Ôi trời bạn 20 này cũng trâu phết nha anh em, 60k mà không có xi nhê gì bạn ấy luôn. Thì nói chung là tầm này thì Cú không biết đi sảnh như thế nào nhưng mà Cú nghĩ thì chắc nó sẽ ok. Còn nếu như anh em mà thích thì anh em lên 26 thì anh em sẽ kiểu như là ngon hơn. Ủa rồi mạnh thế. Một cái pha gọi là cái gì các bạn, một cái pha gọi là ném cây thôi mà cả bạo kích là 2.400 máu nha anh em. Bạn này cũng là một bạn siêu cao khá là tốt nha. Có tên không mọi người? Cái này bay qua mà không có tên thì chắc là anh em cười ỉa luôn quá.
Có tên nhé. Ê đây đây, chạy đi đâu con sâu này thì dám bâu à? Đấy, lụm liền các bạn. Thì con nít này theo như mà Cú dự tính, các bạn lên level 26 á thì các bạn úp một cái bộ khảm vào, lực chiến hiện tại thì 60k và kèm với đó là 94k khí hồn, và cộng với đó là 20 cao su, thì các bạn cũng có thể xin vào một cái chạy 9 hay là một cái chạy 10 đó, chạy tùy thuộc vào vào ai cho các bạn vào chạy, thì các bạn sẽ úp thêm cái phần thuộc tính của chạy nữa thì chắc chắn là lực chiến sẽ hơn 100k. Tuy nhiên ở đây á, là cú thu của các bạn chủ này á, thì đang thu với giá là level 21, thành ra là cú không có dám lên 26 để cho các bạn tham khảo, tại vì lên thì cú cũng đã chia sẻ ở khúc đầu rồi đấy. Nếu như thật sự mà cú lên ở cái thời điểm này á các bạn thì lỗ vốn nha mọi người, cho nên là thôi không có dám lên, để cho anh em trải nghiệm thôi, rồi mình sau khi mà anh em úp hết thì mình coi ké cũng được. Chứ tò mò mà tốn tiền quá thì không nên tò mò, tại vì kiếm từng đồng lãi mà các bạn, cho nên là cực lắm. Mà phải thiệt sự là công nhận với anh em, mà từ lúc mà cú bước chân vào cái Gunny này, cái thứ nhất là cú đang là học sinh và không có tiền bạc gì, cho nên là nạp, vấn đề nạp thì rất là ít. Dẫu là máu nạp lắm nhưng mà không có tiền để nạp đâu mọi người. Lâu lâu có sự kiện gì ngon lắm, ngày xưa thì mua thẻ điện thoại nạp được, còn bây giờ là nó bắt mình nạp thẻ SIM các kiểu ấy, thì hồi lúc đó là đâu có tiền bạc gì đâu mà nạp, cho nên đúng chất là không muốn cài chay mà vẫn phải cài chay, tại vì không có máu để nạp đâu. Nhưng mà từ lúc mà khi mà mình làm, từ lúc mà mình cống hiến á, tức là mình bán code rồi từ ngày mình nâng bậc lên, tạo nên tên tuổi, tạo nên uy tín ấy, và từ lúc mà mình thành thạo với cái công việc là giao dịch viên ấy, thì bắt đầu là mình không có còn chơi cái game này nữa nha mọi người. Tức là không phải là không còn chơi, mà là mình không có một cái nick nào gọi là của riêng mình. Tại vì mình không có, kiểu như là mình làm, nói chung là thời điểm đó là cũng khá là ok đấy, anh em ủng hộ nhiều đó, cho nên là cũng không có thời gian, với lại cũng suy nghĩ lại là mình có thể online được những cái nick của anh em quý mến mình, thuê mình. Thì trong thời gian mình làm nhiệm vụ thuê hay là mình đồng hành thì mình cũng được sử dụng ké, tức là chơi ké ấy. Và một cái nghiệt ngã hơn là một cái anh khách đầu tiên là anh Tùng ở Nhật, khi mà anh ủng hộ mình á thì ảnh lại đua top 1 server 500 nữa các bạn, thứ nào chịu nổi. Mình là đang là một người bán code chỉ được uy tín khoảng 1% thôi. Thí dụ như vậy đi, uy tín chỉ được 100%, nhưng mà đối với trong group thì anh em tin chỉ 1% thôi, chứ để nói uy tín 1% thì ôi trời toang à. Nói chung là uy tín này chỉ được 1% anh em trong group là cần co de, cần code là công nhận thôi. Chứ còn ngoài ra thì chuyển sang mua bán chả có ma nào ủng hộ cả. Mà vấn đề lúc đó các anh em cũ làm rất là nhiều thì cũng không nói, tại vì họ đã làm rất là lâu rồi ấy mọi người, cho nên là mình phải chấp nhận, mình là người lên sau thì mình phải từ từ thôi. Ủa rồi gặp bạn này 26 rồi, không có một pha rig nào luôn anh em, toan rồi. Thì do đó là cái người khách đầu tiên mà tin tưởng mình là anh Tùng, cho nên là đến thời điểm hiện tại bây giờ cú rất là quý anh ấy và không bao giờ quên công anh ấy, tại vì nhờ anh ấy thì mình mới có ngày hôm nay. Từ một người mà chỉ chiếm được khoảng 1% thành viên uy tín ở trong group thôi, thì đùng một cái anh Tùng ủng hộ mình và anh đua top 1 cũng 500, thì uy tín của mình hầu như là phủ sóng cả group. Cái này là không phải mình nổ nha, nếu như mà thật sự anh em nào thời đó thì hầu như là, nói chung là nổ hay không nổ gì thì bản thân cú làm thì nó được như hiện tại thì các bạn cũng đã biết ok, khá là ok rồi. Thì lúc đó là bắt đầu là mình có được nhiều kèo hơn và mình được tiếp xúc với nhiều anh em VIP có, anh em bình dân có, anh em nói chung là tiếp xúc đến tất cả các anh em và học sinh này kia các kiểu đủ, không phải đủ thế loại ở đây là đánh giá các bạn nha, mà là đủ mọi người luôn, hầu như là mọi người biết đến mình. Thì nói chung là mình làm rất là nhiều và mình được đồng hành rất là nhiều con nít, từ đua top nè, ngày xưa đua nhiều lắm anh em, bây giờ thì ít đua rồi, bây giờ thì nói chung là những bạn mới tự nạp tự đua được thì do là cú không có đồng hành được nhiều, còn ngày xưa là các anh em đua rất là nhiều và mình đồng hành rất là nhiều, và thời gian mình trải nghiệm hầu như là họ không có online nhiều, chỉ có mỗi giao cho cú là nạp với lại tự lên làm này kia ấy mọi người, kiểu như là họ chỉ quăng cục tiền đó cho mình rồi họ kêu mình nạp ABCD thì mình làm theo thôi. Cho nên là mình được trải nghiệm, mình được chơi, mình được làm mọi thứ thỏa thích ở cái thời điểm đó. Với lại là mình không có muốn cài một cái nick riêng nữa, tại vì mình cảm thấy là những cái nick của mình nếu như mình cài mình nạp á thì bao nhiêu công sức của mình á thì nó kiểu như là bị nạp vô game thì nó tốn tiền quá. Mình còn nhiều thứ mơ ước để mua thời điểm đó, như là điện thoại mới, tại vì xài rất là cũ rồi, loa
rồi nhiều thứ mình thích lắm, cho nên là lúc đó mình cày được tiền á là mình đều sắm những cái thứ kia quan trọng hơn. Cho nên là từ đó thì cái game là mình bắt đầu là mình không có kiểu như là không có nick riêng nữa, và mình không có chơi bất kỳ một nick nào, mình chỉ chơi kẻ mấy ông anh đó thôi. Cho đến thời điểm hiện tại bây giờ á thì nói chung là nó như kiểu một cái thói quen rồi. Bây giờ thì không có thích chơi nữa, chỉ là thích lên ngắm thôi. Như những cái con F cấp hay là những cái con 70 này á thì thật sự là chỉ thích lên ngắm nhía này kia thôi ha các bạn. Cho nên là kiểu như quen rồi, cho nên tới thời điểm hiện tại bây giờ mà kêu Cú chơi một cái con hay là cày một cái con riêng thì thật sự là không nổi anh em ơi, rất là mệt. Làm event mà Cú còn nhiều bạn thuê full mà Cú không có làm nổi, cho nên là Cú chỉ nhận những cái event nhỏ nhỏ như là ghép ảnh hay là đi hiểm hay là một cái event nào riêng nhỏ thôi. Và cài như thế thì nó không có ngán, với lại là giá nó cũng cao hơn là các bạn chọn full. Nếu mà chọn full thì thật sự anh em trả không phải là do mình lấy cao hay là như thế nào, nhưng mà thật sự là làm không nổi nha. Rồi ok, bây giờ thì Cú sẽ đi thêm một trận nữa và cũng sẽ kết thúc á. Thì theo như cái video này thì mong là bạn khách, một cái bạn khách quen bên mình, là một lát mình sẽ gửi video cho ổng coi là tầm này thì đi sảnh vẫn ok ha mọi người. Cho nên là cứ trời, chưa gì mà đã có ý định bán rồi, mình còn chưa đổi thông tin xong nữa ấy anh em. Chưa, ok thì xong trận này là Cú cũng sẽ kết thúc luôn nha các bạn. Và hẹn mọi người ở video sau nhé. Và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã ủng hộ mình. Thì nếu như mà bạn nào cần nạp móc, cần giao dịch trung gian hay là cần tìm nick thì các bạn liên hệ với mình qua Zalo và số điện thoại duy nhất ở trên video nhé. Bye bye, để mình ra mình rep bạn ấy cái.